TikToker tố tiệm bánh nước của Việt Hương giá cắt cổ, thái độ phục vụ lồi lõm, cộng đồng mạng phản ứng bất ngờ. Mới đây, một TikToker đã đến tiệm bánh của nghệ sĩ Việt Hương mới được khai trương gần đây và để lại ý kiến không tốt. Tuy nhiên, thái độ của cộng đồng mạng mới là điều gây chú ý. Bên cạnh chuyện chạy show thì nhiều nghệ sĩ Việt còn có nghề tay trái khác là kinh doanh và Việt Hương cũng không nằm ngoài số đó. Đầu tháng 12 năm 2021, nữ nghệ sĩ Việt Hương khai trương tiệm bánh mới tại thành phố Thủ Đức. Được biết, quán bán chủ yếu các loại bánh ngọt, bánh mặn và nước giải khát. Mới hôm qua trên TikTok lại lan truyền một video khác review tiệm của nghệ sĩ Việt Hương, mà lần này lại là một trang bóc phốt dài như sớ táo quân. TikToker này đặt tiêu đề cho đoạn video khá gây tò mò. Bỏ gần một củ để nhận lại được thái độ phục vụ của nhân viên và chất lượng có thật sự xứng đáng. Food reviewer này cho biết điểm cộng của quán là có view đẹp ngồi ngắm máy bay, đối diện có khu vui chơi cho trẻ em. Tuy nhiên vì thấy không gian ở dưới quá xô bồ nên cô quyết định đi lên lầu và hỏi nhân viên có bàn dành cho 12 người hay không. Anh hỏi mình ăn hay uống, mình bảo là uống thì anh nhân viên lật mặt còn hơn bánh tráng nữa đó mọi người. Tới lúc này, nhân viên thái độ với nhà mình và nói không có bàn, trên đây chỉ là khu vực dành cho khách ăn, còn nhà mình uống nước thì ngồi tầng dưới. Ủa là sao? Sao ngay dưới cầu thang không để bảng khu vực chỉ dành cho khách ăn? Cô gái bức xúc. Về bánh nước, food reviewer này nhận xét tiệm của nữ nghệ sĩ Việt Hương có quá ít loại bánh và giá thì đắt đỏ như trung tâm quận nhất. Cô khẳng định bánh bông lan trứng muối có giá rẻ nhất nhưng ăn không ngon bằng tiệm khác. Bánh táo thì bên trong nhân lại không có táo. Tổng thiệt hại cho 3 chiếc bánh của order là 380.000 và theo như chia sẻ thì đến cuối cả nhóm phải bỏ lại gần hết vì không ăn nổi. Drama chưa dừng lại, khi TikToker này review sau 45 phút chờ đợi thì nước mới được mang ra bàn. Cô gọi những món như trà đào, trà vải hạt chia, trà atiso đỏ, nước ép thơm, cà phê sữa đá, sô-cô-la đá xay. Theo như đánh giá của chị mình thì hình như nước ép thơm đã được lên men mấy ngày rồi. Trà đào ở đây mình cảm thấy ngọt liệm, còn thua cái ly 15.000 mình mua nữa. Về giá cả, cô tiết lộ tổng thiệt hại cho 9 ly nước là 570.000, cộng với 380.000 tiền bánh nữa là gần 1 triệu đồng cho nhóm 12 người. Chốt lại video, TikToker này nói, nói chung quán này nước đắt và quá dở, nhân viên có thái độ phục vụ không tốt, đi uống cà phê cuối tuần thư giãn nhưng gặp chuyện drama là phải làm clip liền kể cho mọi người nè. Nói chung bạn nào muốn trải nghiệm quán của nghệ sĩ thì cứ tới thử nha, còn mình thì xin là xin vĩnh biệt. Dưới phần bình luận, cư dân mạng nổ ra hai luồng ý kiến trái chiều, có người tin lời TikToker này review và nói những câu đại loại như nói chung là không nên đi quán nào của nghệ sĩ làm hết, bán tên tuổi thôi chứ luôn luôn dở và mắc, hay đi quán của nghệ sĩ là không được chê nha, fan vào dập sớm thôi. Đa phần các ý kiến còn lại đều lên tiếng bên vực quán và cho rằng không thể nghe ý kiến chủ quan của một người để đánh giá. Nhiều bình luận cho rằng mức giá phần ăn uống cho 12 người như thế là hợp lý chứ không đắt. Hơn nữa, nơi mà cô đang review là nhà hàng mới mở gần đó chứ không phải tiệm bánh. Một vài comment của cư dân mạng, việc nào ra việc đó, cái này là đang cay thái độ phục vụ của nhân viên quán nên lôi tất cả ra chê bai. Mình làm nghề dịch vụ, gặp người như bạn đây. Xin lỗi, em vừa đi xong thì em thấy nó rẻ chán. Em không biết là do chị không được lên lầu nên chị mới có thái độ như vậy hay sao, chứ em thấy nhân viên rất vui vẻ. 12 người 1 triệu mà chê đắt. Quen đi mấy chỗ 15.000, 20.000 nên lâu lâu đi vậy thấy giá đắt là đúng rồi. Vậy là bánh apple bắt buộc phải có nhân táo bên trong hả bạn? Ủa, tôi thắc mắc nếu quán chia khu ăn và khu uống riêng thì nói vậy với khách là bình thường chứ có thái độ gì đâu. Chúc mừng bạn, quán vĩnh biệt bạn nhưng khách vẫn đông.